Hello, xin chào toàn thể quý vị đã quay trở lại với Thái Học Ô tô Sài Gòn. Một ngày mới học sinh kính chúc cho quý vị có thật nhiều thịt bình an, luôn luôn hạnh phúc và những điều an lành sẽ luôn luôn đến với toàn thể cô chú anh chị. Hôm nay học lại gửi đến cho anh chị những mẫu xe đã qua sử dụng chất lượng cao tại Ô tô Sài Gòn, cũng như là năm sản xuất nè, 7 chỗ hay 4 chỗ, phân khúc A, B, C, D, để cho cô chú anh chị lựa chọn cho mình cái sản phẩm phù hợp nhất nha anh chị. Và học sinh nhắc lại, bên học á, bán xe ra thì có cấp giấy chứng nhận cho anh chị là không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số còn nguyên bản nha. Bên học là chuyên làm những dòng xe lướt đời cao, đặc biệt là những xe còn bảo hành. Và bên học cũng đang có chương trình định giá xe miễn phí nè, mua xe tặng nơi, mua xe toàn quốc, tất cả các hãng xe châu Âu, châu Á thì bên học cũng có thu hết anh chị. Phủ tục thì rất là nhanh gọn, thông tin của cô chú anh chị định giá miễn phí thì bên học cũng được, cũng được bên học bảo mật 100%, nên là cô chú anh chị yên tâm. Còn về tất cả các sản phẩm mà bên Thái Học Ô tô Sài Gòn bán cho cô chú anh chị, thí dụ như chiếc xe này đi, bên học cũng đã làm đẹp xì ba đánh bóng bên ngoài nè, bên trong nội thất là bên học sẽ diệt khuẩn khử mùi tách ẩm làm theo quy trình của 3M, nên là cô chú anh chị đi những cái sản phẩm đã qua sử dụng như thế này không có lo trở ngại về việc giống như là trong nội thất nó có bị ẩm mốc hay là quy khuẩn gì không, nên là cô chú anh chị yên tâm tuyệt đối nha. Và không để mất nhiều thời gian của cô chú anh chị nữa, bắt đầu cùng với học đi đánh giá qua chiếc xe đầu tiên, Fortuner nha anh chị. Legender, xe này được sản xuất 2021, có màu đồng ánh kim, phiên bản 2.4 một cầu. Legender là mẫu xe thể thao của thay thế cho mẫu Sportivo của Fortuner đó anh chị. 2021 đã lăn bánh được 42.000 km nha anh chị. Xe thì cực kỳ đẹp luôn, còn bảo hành cho anh chị còn khá là dài. Đó, xe thì bên học đang chào là 1.020.000.000 nha anh chị. Xe mình có lẫy chuyển số thông minh nè, hai chế độ lái nè, camera 360, zin theo xe, cửa là ô tô một chạm chống kẹt và có hai cái ghế điện luôn nha anh chị, bên tài và bên phụ đều có luôn. Đó, ghế da thì là ghế da xịn, kết hợp giữa đen và nâu. Đó, kính thì là ô tô một chạm chống kẹt, gương gập điện, camera 360, cốp điện. Đó, một cái thiết kế rất là ăn khách của Toyota tung ra cái sản phẩm Legender này. Đó, một chiếc xe Fortuner mà nó sẽ được thay đổi đi ngoại hình một chút, thể thao hơn một chút. Đó, với giá hôm nay chỉ có là 1.020.000.000 thôi nha anh chị. Legender đèn là full led nè, cốp điện nè, anh chị nhìn thấy không, một chiếc xe rất đáng để cho cô chú anh chị sở hữu. Học sinh nhắc lại, đây là mẫu xe Toyota Fortuner Legender 2021. Đó, cực kỳ đẹp nha anh chị, vỏ zin theo xe, nội thất đồ là còn mới nguyên hết à. Đó, một cầu, số tự động 6 cấp, hai chế độ lái, với giá là 1.020.000.000 đồng. Và mời cô chú anh chị cùng học ra đây với học chiếc xe mới về Toyota Innova, biển số vàng nhưng mà hầu như là chưa chạy dịch vụ luôn anh chị. 2018, số sàn ô đô chuẩn là 45.000 km, xe màu bạc, mang biển số thành phố Hồ Chí Minh, 51G nha anh chị. Đầu là 51G thì anh chị biết rồi. Đó, là thuần về dịch xe gia đình rồi anh chị. Cái thời điểm đó thì đổi qua thì nó vẫn giữ được 51G chứ nó lên 51E nha. Đi được 45.000 cây. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Để học bấm lại. Đây, 45.348 km anh chị. Đó, vẫn có hai chế độ lái Eco Power, số sàn nha anh chị. Xe này là màu bạc. Đây là hiện trạng mà anh em học mới vừa thu về, cực kỳ đẹp luôn. Đó, đã có như là bọc trần nè, ghế da nè, lót sàn rồi. Bên học đang chào bán là 520.000.000 nha anh chị. 520.000.000 cho một mẫu xe Innova 2018. Đó, cực kỳ đẹp. Innova này ngày hôm qua là học đã bán được chiếc xe 2018 số sàn, màu đồng ánh kim. Đó, rồi tiếp tục là cũng một mẫu xe siêu lướt, Xpander, bản Premium 2.0, sản xuất và đăng ký là ngày tháng 12/2022 nha anh chị. Anh chị sẽ còn bảo hành tới tháng 12/2025. Cái ngôn ngữ đề ra mít siêu rất là đẹp, nhiều cảm biến nè, có camera 360 độ, zin theo xe, rồi cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo tiền va chạm, cốp điện đầy đủ hết anh chị. Xe này thì nội thất đen. Đó, chạy mới có 12.000 km à anh chị. Chạy mới có 12.000 km à, nên là chiếc xe này nó không khác như một chiếc xe mới hết. Bên học đang chào bán là 800.000.000. Đó, khi mà anh chị đến xem xe thì bên học cũng có giảm lọc thương lượng nha anh chị. Đó, xe cực kỳ đẹp luôn. Outlander, mẫu xe 7 chỗ gầm cao nè, với nhiều công nghệ, cao cấp nhất của Mitsubishi ở thời điểm hiện tại nha anh chị. Có cửa gió ở hàng ghế thứ hai nè, ghế da thì thiết kế dạng 5D. Đó, đã được chủ trước lót sàn 5D luôn nha anh chị.
cực kỳ đẹp, Outlander bản premium 2.0 đó. Lấy chuyển số thông minh nè, hai vùng lạnh độc lập, tiền va chạm lệch làn đường, ghế điện đầy đủ hết, cửa ô tô một chạm chống kẹt đó. Còn bảo hành toàn xe nha anh chị, xe này là một chiếc xe lướt mà, Outlander. Tiếp tục là một chiếc xe Innova E 2019 số sàn anh chị, cũng mang biển số thành phố Hồ Chí Minh. Xe này thì đi được 62.000 km, xe màu bạc luôn nha anh chị. Ở bên học đang chào là 545 triệu. Mẫu xe 8 chỗ gầm cao nè, xe này chủ giữ gìn rất là kỹ anh chị. Đó, anh chị nhìn bộ ghế da nè, cực kỳ đẹp luôn ha. Cần số nè, vô lăng. Đó. 62.000 km, xe 2019 này đi 62.000. Xe này mang biển số trắng nhưng mà đi nhiều hơn con biển số vàng nha anh chị. Đó. Bởi vì cái chuyện mà km nó sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của xe ha anh chị. 2019 đi 62.000 biển số trắng. Còn con ngoài đó là biển số vàng. Đi chỉ mới có 45.000 km à. Còn ở đây là Fortuner 2017 máy xăng số tự động một cầu. Bản nhập Indo nha anh chị, màu trắng ngọc trai. Xe này bên học đang chào bán là 710 triệu. Đó. Một cầu, hộp số tự động 6 cấp, động cơ xăng 2.7, xe có lẫy chuyển số thông minh nè, ghế điện nè. Kính ô tô một chạm chống kẹt nè. Xe này chỉ có 700 triệu anh chị. Ngày xưa mua mới là 1 tỷ tư á. Màu trắng ngọc trai. Fortuner thì cá nhân học thấy màu trắng ngọc trai là cái mẫu được bán nhiều nhất nha anh chị. Innova thì nó sẽ có màu đồng ánh kim. Mỗi xe nó sẽ có mỗi màu. Rất là đẹp anh chị. Còn đây là mẫu xe Mazda CX-8 sản xuất 2022, đã lăn bánh được 31.000 km rồi, bản premium máy xăng 2 cầu. Biển số tỉnh nha anh chị, cũng có an toàn chủ động iSensing nè, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo tiền va chạm. Camera gear, camera 360, cốp điện đầy đủ anh chị, ba vùng lạnh độc lập luôn. Đặc biệt là hàng ghế thứ hai anh chị sẽ có cái màn hình ở đây để mình điều chỉnh được nhiệt độ dàn lạnh luôn. Xe này bên học đang chào bán là 960 triệu nha anh chị. Nội thất da nâu, rất là đẹp. Ghế điện nè. Mở cửa ra còn mùi mới luôn anh chị. Cực kỳ đẹp. 960 triệu. Xe 2022, màu đỏ cherry. Kế bên cũng là Mazda CX-8. Xe này sản xuất 2020 anh chị. Màu xám. Anh chị thấy đẹp không? Anh chị nào mà kinh tế thấp xíu thì lấy chiếc xe này. Bên học đang chào bán chỉ có 780 triệu à. Bản premium máy xăng nha anh chị. Bản premium, xe biển số tỉnh, sản xuất 2020. Đầu DVD, camera gear, phim cách nhiệt đồ đầy đủ hết rồi. Chỉ có 780 triệu. Hai con. Xe này là 2022 nè, xe này 2020 nha anh chị. Mâm vỏ đâu còn mới tinh nè. Xe này đã lăn bánh được 71.000 km nha anh chị, đã được chủ trước thay mình mấy cái vỏ mới tinh nè. Cũng có nè, giữ khoảng cách với xe phía trước nè. Anh chị có thể set được cái khoảng cách nè, lệch làn đường nè, và tự đánh lái nè. Đầy đủ hết nha anh chị. Đèn auto, ga tự động, phanh tay điện tử auto hold. Hai chế độ lái, ghế da màu nâu. Ghế da xịn nha anh chị. Cực kỳ đẹp luôn. Hai con CX-8, con này có 780 triệu, được chủ trước lên cho mình bốn cái vỏ mới Michelin nè. Anh chị nào thích đầm đầm xíu thì lấy cái màu xám này. Bỏ cốp điện đồ đầy đủ hết nha anh chị. Hai con. Mẫu xe 7 chỗ gầm cao, Nhật Bản, bền bỉ anh chị. Form dáng rất là đẹp, cái đít này nhìn khá là đẹp anh chị. Tinh gọn nhưng mà nhìn sang trọng lắm. Nội thất nè. 780 triệu. Rồi, còn bên đây là mẫu xe Santa Fe. Xe này sản xuất 2020, cũng là premium luôn nha anh chị, máy xăng premium. Xe màu đỏ đô. Chạy mới có 38.000 km nè, cũng có HOD đồ đầy đủ anh chị. Form dáng cực kỳ đẹp. Mẫu xe SUV 7 chỗ. Santa Fe, xe Hàn Quốc,
2020 biển số thành phố Hồ Chí Minh. Ở bên Học đang chào bán là 860 triệu. Chị nhìn nội thất nè. Đó, cửa sổ trời panorama toàn cảnh anh chị nha. Đó, ghế da 5D nè, phanh tay điện tử, ô tô hâu, hai vùng lạnh độc lập. Đó, tự phân bố lực kéo, lấy chuyển số thông minh. Đó, ghế điện, hai vị trí như ghế. 860 triệu. Hyundai Santa Fe có rất là nhiều cô chú anh chị thích cái mẫu xe này. Xe này đi nhìn rất là chắc chắn anh chị, chắc lụi. Còn ở bên đây là Kia Rondo, xe này sản xuất 2022 nha anh chị, 2.0. Đó, anh chị nhìn xe nè, cực kỳ đẹp, 7 chỗ, bản số thành phố Hồ Chí Minh, chạy mới có 15.000 cây à. Xe này vẫn còn bảo hành chính hãng nha anh chị. Đó, nội thất từ trong ra ngoài nha, đã có đầu Android rồi, áp suất lốp rồi. Kia Rondo nha anh chị, xe 7 chỗ nè, này giá chỉ còn có 570 triệu là anh chị đã sở hữu được một chiếc xe 7 chỗ đầy đủ công nghệ rồi, mới tinh, chạy mới có 15.000 km là anh chị. Cụm đèn rồi, tiếp tục là Honda CR-V, xe này sản xuất 2021 bản L, màu xanh đen nha anh chị, chạy mới có 13.000 km à. Xe cá nhân biển Vũng Tàu, bên Học đang chào bán chỉ với 880 triệu nha anh chị. Honda CR-V bản L, năm nay giá đại hạ giá luôn anh chị ơi. Chị nhìn đẹp ghê không? Xe là tất cả xe bên Học đều cấp giấy chứng nhận cho anh chị, không đâm đụng, không ngập nước nha anh chị, xe không lỗi nha anh chị, không một lỗi nhỏ nè. Động cơ hộp số phải còn nguyên zin, phanh tay điện tử nè, ô tô hâu nè, eco nè, hai vùng lạnh độc lập nè, camera cặp lề, an toàn iSensing, cũng giống Honda Sensing chứ anh chị, cái này là Honda Sensing, cái này là iSensing. Đó, thì khi mà có anh chị vào ngã tư đồ mà mình lơ là, nhiều khi mà mình không phanh kịp nó cũng tự phanh lại khi mà có vật chiếc xe khác cắt ngang, nếu mà anh chị đi vận tốc trên 3 đến 40. Đó, giữ khoảng cách với xe phía trước nè, cảnh báo lệch làn đường, cốp điện, cửa sổ trời panorama đầy đủ hết, và xe của Nhật đó nha anh chị, động cơ 1.5, hộp số tự động CVT. Đó, form dáng khá là đẹp. Còn ở đây là Vios G 2019, chạy được 45.000 km anh chị. Đó, đã được chủ trước lên cho mình 4 cái mâm xịn nè, và 4 cái vỏ Michelin luôn. Xe nhìn cũng khá là đẹp ha anh chị, bản G. Đó, chạy mới 45.000, bên Học đang chào bán chỉ có 430 triệu. Đó, nội thất là màu kem, khá là đẹp mắt, sạch sẽ. Xe này là mẫu xe rất là bền bỉ anh chị, bảo dưỡng lần tới là 50.000. 50.000 nha anh chị, Toyota tăng cản. Đó, đèn tự động, hệ thống lạnh tự động. 430 triệu anh chị mua được Vios G rồi. Form dáng rất là đẹp anh chị, nhìn cái đầu xe nè. Đó, đây là Fortuner 2013, máy xăng, số tự động 2 cầu. Đó, xe này bên Học đang chào bán là 455 triệu cho một chiếc xe SUV gầm cao, có đầu Android, phim cách nhiệt, viền che mưa, bọc trần. Đó, xe này thì đi được 78.000 km nha anh chị, có ghế điện luôn. Form dáng xe này thì tới bây giờ Học thấy cũng khá là đẹp, không có bị lỗi thời anh chị. Đó, Fortuner nè, form dáng đẹp không? Accent 2023 Học đã bán rồi nha anh chị, đã cọc rồi. Innova 2018 màu đồng ánh kim cũng đã cọc rồi. Camry 2.0 2022 thì Học cũng đã bán rồi. Về thêm con 2.5 màu trắng thì Học cũng đã cọc rồi. Cũng có giao luôn chiếc Xpander 2019 màu bạc, cũng đã giao cho khách. Root 2020 màu nâu. Ở bên Học máy này thì chỉ còn lại những xe ở đây. Bên Học thì còn để showroom ở dưới là chiếc xe ES 250 2020 mẫu 2021 anh chị lắc sạch, màu xanh Lumica. Xe đó bên Học đang chào bán là 1 tỷ 960 triệu anh chị. Học xin lỗi, Học báo nhầm, 1 tỷ 960 triệu. Xe đó xe mới thì lăn bánh nó lanh quanh khoảng 3 tỷ lần anh chị.
Đó, mà bây giờ xe cũ 2020 mẫu 2021 đi chỉ mới 13.000 cây biển số tỉnh đó. Giá bây giờ là xe nào nó cũng giảm anh chị, cả lắc sạch. Đó. Bên địa chỉ bên Học là chùa Huy Nghiêm, đối diện chùa Huy Nghiêm nha anh chị. Địa chỉ bên Học là 52, 54, 56 Lương Đình Của, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức. Đó. Cô chú anh chị nào mà đang có nhu cầu nè bán xe, đổi xe, đặc biệt là những dòng xe đời cao còn bảo hành á, cô chú anh chị nhớ liên hệ trực tiếp với Học. Bên Học có mua xe đời cao, giá cao nhất thị trường nha anh chị. Mua xe tặng nơi, định giá miễn phí. Đó. Rồi, Học xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn toàn thể cô chú anh chị đã cùng Học đi đánh giá qua sơ bộ những cái sản phẩm mà ô tô Sài Gòn đang chào bán. Không biết nãy giờ Học có quên báo giá xe nào không biết, hay là thiếu km. Tại vì do bây giờ là cũng đã là 12 giờ nè anh chị, 12 giờ năm mấy, 1 giờ trưa á, bên showroom của Học khá là nóng, nhiều khi nói hơi mệt. Nói nó hơi quên một vài chi tiết chuẩn của xe, mong là cô chú anh chị thông cảm bỏ qua. Và cô chú anh chị nào đang xem kênh của Học có nhớ cho Học một đăng ký, để nhiều khi Học sẽ cập nhật đánh giá chi tiết những cái xe này, cô chú anh chị không có bỏ sót những xe phù hợp nhất với mình nha anh chị. Anh chị nhớ đăng ký và chia sẻ cho Học nha, để Học được và phục vụ nhiều cô chú anh chị hơn. Và Học xin chân thành cảm ơn toàn thể cô chú anh chị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Học xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị ở clip sau. Anh chị mẫu xe Innova E số sàn này anh chị, phù hợp cho anh chị vừa chạy dịch vụ nè, vừa chạy sử dụng gia đình ha. Xe này thì mang biển số thành phố Hồ Chí Minh, đầu 51G nha anh chị. Thì 51G mà biển số vàng thì anh chị cũng biết rồi. Xe này thì chủ mua về để sử dụng với mục đích gia đình. Tuy nhiên thì do về kinh tế nên là khách cũng chuyển qua biển số vàng để chạy kinh doanh, nên là 51G thì anh chị, nó không có thuần 51E nha anh chị. Xe thì khá là đẹp, sản xuất 2018, chạy có mới 45.000 km à. Nội thất ngoại thất thì nguyên bản hết. Xe thì đã được chủ trước lên cho mình phim cách nhiệt, viền che mưa nè, đầu Android, camera hành trình. Xe thì 4 vỏ vẫn còn nguyên zin nha anh chị, mới đi có 45.000 cây, xe màu bạc còn khá là đẹp luôn. Đây là một cái dòng xe 8 chỗ rộng rãi, số sàn, trang bị động cơ 2.0, với mức tiêu hao nhiên liệu khi mà anh chị đi tổng hợp thì nó khoảng là 7 đến 8 lít. Rất là phù hợp cho anh chị nào muốn sử dụng một chiếc xe gia đình nè, chi phí bảo dưỡng thấp, mà được một cái nữa là mình đi không có bị hư hỏng vặt nha anh chị. Những cái dòng xe của Toyota như là Fortuner, Vios, đặc biệt là Innova nè, thì anh chị thấy một chiếc xe quốc dân, được rất là nhiều cô chú anh chị luôn tin tưởng cũng như là ủng hộ. Chiếc xe này thì bên Học cũng cam kết với anh chị là không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số vẫn còn nguyên bản nha anh chị. Anh chị nhìn thấy xe cực kỳ đẹp ha. Đầu tiên thì Học sẽ đi một vòng, rồi sau đây mình sẽ đi đánh giá chi tiết như là ngoại thất, nội thất nhanh qua. Vì hôm nay showroom của Học đậu khá là nhiều xe không có chỗ đậu á, nên là Học cũng sẵn tiện ra ngoài gốc cây quay đủ ánh sáng để cho anh chị đánh giá chi tiết nó trực quan hơn nha anh chị. Đầu tiên thì cụm đèn pha nè, zin theo xe ha, vẫn chưa thay thế, còn sáng trưng nè. Kể cả đèn gầm, đèn báo rẽ nè, mặt ga lăng nè anh chị thấy không, khá là đẹp. Nước sơn cabo nè anh chị. Một chiếc xe bên Học cũng đã làm xì ba rồi, đánh bóng bên ngoài, diệt khuẩn khử mùi bên trong nội thất à. Hai anh chị thấy không, khá là đẹp. Đây anh chị thấy không, đây là phần gầm xe nè. Đó, dọc ngang, thước lái, cánh gà đều vẫn còn nguyên zin nha anh chị. Đây là hiện trạng mà bên Học về cũng chưa có vệ sinh gầm, nó rất là khô thoáng ha. Thì sau khi bàn giao xe cho anh chị thì bên Học cũng có vệ sinh gầm bệ lại cho anh chị nha. Đó, xe cực kỳ đẹp luôn anh chị. Mâm vỏ nè, còn sáng trưng nè. Đó, đây anh chị, vỏ thì gai còn cao vút nè anh chị. Đây, anh chị thấy không. Đó, nước sơn vè nè, những cái nối mối rất là liền mạch nè. Nẹp chân kính đã được chủ trước lên, phim cách nhiệt mới tinh. Keo chỉ xe này thì còn nguyên bản hết nha anh chị. Ra đây thì quay nó hơi nắng, nhưng mà nhờ ánh sáng Học quay cái chi tiết nó sẽ được rõ ràng hơn. Có luôn cho mình cái bọc chằn nè, ghế da. Khá là đẹp nha anh chị. Xe thì đã được chủ trước lăn bánh 45.346 cây nha anh chị. Đây, vô lăng nè, những cái nấm vặn nè, nút bấm của người tài nè, cần số nè, anh chị theo. Cực kỳ đẹp luôn. Ghế da mới tinh. Xe đẹp không anh chị? Mới nguyên à. Innova. Đèn lái sau vẫn còn nguyên bản theo xe nè. 51G.
8 chỗ rộng rãi lắm nha anh chị. Có cửa gió ở hàng ghế thứ ba luôn nè. Đã được chủ trước lót sàn, phim cách nhiệt, viền che mưa rồi. Đó, cái tem bán sói nè. Nước sơn cớp vẫn còn nguyên zin nè anh chị. Xe này thì Học bán trên 5 đồng, trên 500. Anh em chưa có mang về showroom á, nên là cũng chưa có thống nhất được cái giá cũng như là chi phí dọn spa đồ này nọ, nên là Học chưa có thống nhất cái giá. Anh chị nào có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp với Học nha. Đó, xe cực kỳ đẹp luôn anh chị. Đó, form dáng rất là tao nhã đẹp ha anh chị. Đó, Toyota Innova 2018. Xe mình thì được trang bị hai dàn lạnh nha anh chị. Đó, gầm bệ nè anh chị nhìn thấy không, tem mạc nó còn y nguyên hết nè, dầm ngang dầm dọc anh chị nhìn thấy không, tem mạc nè, dấu son ốc còn 7 màu luôn nè anh chị. Đó thì đây là hiện trạng mà cái gầm này là bên Học chưa có spa nha anh chị. Đó, mới nguyên đi ô đô chuẩn là 54.000 cây. Đó, khá là đẹp. 2018. Chiếc màu đồng bánh kim thì Học đã cọc rồi nha anh chị. Chiếc màu đồng bánh kim cọc. Màu bạc thì Học còn 27 và 28. Chiếc 29 và 28. Chiếc 29 Học đang bán là 545 triệu. Đó, chiếc xe này Học dự kiến là sẽ bán là 520. Dự kiến là 520 nha anh chị. Anh chị nào xem xong clip này á, cái lúc mà Học về Học edit á, chắc là có giá chính thức rồi. Đó anh chị. Đó. Đẹp long lanh anh chị nha. Mới tinh à, sạch sẽ hết. Rồi. Kêu chị khoan động cơ để Học ra khoan động cơ cho anh chị xem. 500 tinh quanh hơn 500 nha anh chị, 520. Có đầu Android nè, màn hình giải trí. Xe có hai chế độ lái Eco Power 2.0. Đây. Anh chị nhìn ha. Mới nguyên nè anh chị. Đây nè, anh chị nhìn cái này là cái bình dầu trợ lực nè. ABS nè. Nước sơn cabo chưa ra nha anh chị. Keo chỉ vẫn còn nguyên bản hết. Anh chị nhìn máy móc nè. Mới tinh 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 không? Những cái dấu son két nước nè. Đây, còi zin luôn nè anh chị. Đây cái nào ốc khóa cabo chưa ra nè. Đó, đẹp cực kỳ luôn. Innova E. Innova E 2018 nha anh chị, biển số Thành phố Hồ Chí Minh. Đó, xe này xe công ty thì bên Học cũng xuất hóa đơn được cho anh chị nha. Đó. Innova E công ty cá nhân mà chưa rồi. Học xin nhắc lại, đây là Innova E 2018, đi được 45.000 km, mang biển số Thành phố Hồ Chí Minh, xe màu bạc nha anh chị. 8 chỗ rộng rãi nè, gầm cao nè, chi phí bảo dưỡng thấp, đi bền lắm nha anh chị, không có hư vặt. Với giá là hơn 500, lanh quanh tầm khoảng 520-530 vậy đó. Khi mà Học về Học edit cái clip này lên chắc là có giá thực tế cho anh chị luôn nha. Rồi, học xin kết thúc video tại đây, mong là anh chị liên hệ trực tiếp với Học.